Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong khi các bạn bè đồng trang lứa cấp sách đến trường đại học để có thể được tiếp thu những bài giảng từ thầy cô, trở về những người bạn tốt, thì cậu thiếu niên 14 tuổi Nguyễn Hữu Tình lại chỉ biết ham chơi, tụ tập, giao du với đám bạn bè xấu. Lật học bạ cấp 2 của tỉnh chỉ có lớp 6 là học sinh tiên tiến, còn lại là trung bình. Tuy nhiên, môn tin học đạt điểm khá cao từ 7,0 đến 7,3 qua các năm học. Nhận xét về hạnh kiểm, giáo viên chủ nhiệm của tỉnh hầu hết đều có câu chưa thực hiện tốt nội quy hay cần thực hiện tốt nội quy. Gia đình Tình là hộ nghèo, mọi người sống trong một ngôi nhà nhỏ với mái tôn, vách tôn nằm mong manh cạnh con kinh Mạc Cần Dưng hay còn gọi là kinh Tánh Ngàn, thuộc ốc Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Tình là con của ông Nguyễn Hữu A, tên viết tắt, sinh năm 1974, làm nghề chăm sóc cây cảnh cho một ngôi chùa gần núi Cấm. Còn mẹ là bà Trần Lâm Tê, tên viết tắt, sinh năm 1977, mua bán trái cây ở chợ. Nhà Tình có hai chị em, Tình là con út, gia đình Tình được nhận xét là một gia đình sống hòa thuận, biết lễ nghĩa. Tại xóm làng của mình, Tình được đánh giá là một đứa lì lợm và ngổ ngáo có tiếng. Thậm chí là còn trở nên nổi tiếng vì nghiện chơi game. Bị cha phát hiện và đánh mắng bởi có quan hệ với nhóm người xấu xăm mình, hút chích dưới chân núi, cũng không ngăn cản được sự ương ngạnh, cứng đầu của thiếu niên này. Tình cảm cha con thậm chí vì vậy mà còn trở nên xấu hơn. Cha của Tình sau nhiều lần không dạy bảo được con, ông đã phải lên nhờ công an xã can thiệp. Đỉnh điểm, cha của Tình còn viết đơn xin chính quyền và ngành chức năng cho Tình đi cải tạo vì thói hư ngổ ngáo của mình. Nhưng Tình chỉ bị tra báo với chính quyền về thói nghiện game. Với lý do này thì chưa đủ thuyết phục để cho Tình đi cải tạo được. Sau vài lần bị cha đánh mắng, Tình không những không nghe lời cha mà ngược lại còn trở nên bất hảo hơn. Thể hiện sự chống đối lại cha, Tình còn bỏ học, bỏ nhà đi bụi. Sau đó Tình trở thành đứa trẻ cầu bớt cầu bơ, mưu sinh bằng nhiều nghề để kiếm sống. Từ nghề đi bán vé số dạo, bán hạt sen rồi sang đến làm phụ xe khách tuyến Tri Tôn, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là nghề gia công máng xối inox tại nhà chủ ở quận Bình Tân. Sau khi về quê khám sức khỏe theo lệnh gọi nhập ngũ nhưng không trúng tuyển vì một mắt bị cận thị. Đâu ai có thể biết được công việc này là công việc cuối cùng của Nguyễn Hữu Tình. Công việc mà ít lâu sau khiến Tình trở thành tên sát nhân máu lạnh thảm sát 5 người trong gia đình nhà chủ. Bỏ nhà lên phố kiếm sống, thanh niên Nguyễn Hữu Tình khi ấy vừa chập chững tuổi 18. Được gia đình ông Mai Xuân Trinh, sinh năm 1972, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nhận vào làm công nhân tại xưởng sản xuất máng xối inox cho gia đình. Được vợ chồng ông Trinh cho ăn ngủ tại nhà với mức lương mỗi tháng dao động từ 4,5 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng thói nghiện game của Tình vẫn không bỏ. Thậm chí Tình còn thâu đêm chơi game quên cả thời gian. Mặc dù đi làm thuê nhưng hiệu quả làm việc của Tình rất thấp, thường xuyên làm hư hỏng sản phẩm. Điều này khiến bà Mai Thị Hồng, vợ của ông Trinh tỏ ra không vừa ý, thường xuyên có những lời lẽ không hay, mắng chửi, xúc phạm Tình. Là một đứa trẻ vừa bước vào đời, lại sẵn bản tính lầm lì bất hảo, Tình đã ngộ nhận bản thân bị la mắng là do lỗi của bà Hồng phân biệt đối xử mình với các công nhân khác. Tình không tự nhận thấy được lỗi là ở bản thân, sự tắc trách trong khi làm việc của mình. Từ đó, trong tư tưởng của cậu thanh niên lầm lì này đã nảy sinh ra sự căm ghét, trở nên đẻ bụng, ác cảm với những câu chửi của bà chủ thường xuyên nói với mình. Và bi kịch bắt đầu xảy ra vào 27 Tết Mậu Tuất, tức ngày 12 tháng 2 năm 2018. Vào ngày hôm đó, gia đình ông Trinh và bà Hồng vui vẻ tổ chức bữa tiệc tất niên cuối năm mà không biết rằng tai họa sắp ập đến với gia đình mình. Bữa tiệc tất niên hôm ấy, trong khi các công nhân khác đều xin nghỉ sớm để về quê ăn Tết với gia đình, riêng có mình Tình nán lại để liên hoan cùng vợ chồng ông Trinh. Sau khi ăn uống no say, vợ chồng ông Trinh đi ngủ. Riêng Tình vì nôn về quê nên trằn trọc mãi không chợp mắt được. Bên cạnh đó, Tình còn nghịch viên bi sắt có sẵn trong nhà, khiến viên bi rơi xuống sàn và phát ra âm thanh đánh động đến gia đình vợ chồng ông bà chủ đang nghỉ ngơi. Sẵn có ác cảm với Tình, bà Hồng liền vọng ra tiếng trách móc, mắng chửi Tình. Giờ này không ngủ còn đi tới đi lui. Lúc này, thú tính trong người Nguyễn Văn Tình bắt đầu trỗi dậy. Phần con dường như đã điều khiển, át đi phần người trong hắn. Sẵn lòng uất hận với bà Hồng, hắn thẳng tay dùng dao bấm tấn công lấy mạng bà Hồng. Chưa dừng lại,
vì sát hại bà Hồng trước mặt ông Trinh. Sợ bị ông Trinh ra tay trả thù, hắn liền quay ra tấn công và đoạt thêm mạng của ông Trinh. Bên cạnh đó, để bịt đầu mối, hắn còn không chần chừ khi cướp luôn mạng sống của ba đứa trẻ vô tội là con của vợ chồng ông bà chủ mình. Trong quá trình sát hại gia đình ông Trinh, Tình đã bị thương ở tay do sự chống trả quyết liệt của các nạn nhân. Xuống tay với gia đình 5 người nhà chủ xong, hắn không vội vàng trốn khỏi hiện trường mà còn nhắm tới két sắt của vợ chồng chủ nhà xấu số vì biết sẽ có nhiều tài sản giá trị bên trong. Tuy nhiên, lúc hắn kéo lê được két sắt đến bên cạnh vợ chồng chủ nhà thì không ai còn sống để có thể nói cho hắn biết mật mã. Ngoài ra, sau khi gây án, hắn còn bình tĩnh xuống bếp tìm nước uống và gọt hoa quả ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi trốn khỏi hiện trường gây án, Nguyễn Hữu Tình không quên vơ vét của cải mà hắn thấy được tại nhà các nạn nhân, bao gồm 2 điện thoại của vợ chồng người chủ, xe máy cùng một số nữ trang, rồi khóa cửa bỏ trốn về Long An. Tổng số tài sản mà Tình chiếm đoạt từ gia đình nạn nhân có trị giá hơn 18,5 triệu đồng. Số tài sản cướp được, Tình nhờ bạn bán dùm 2 điện thoại và laptop tại một cửa hàng vi tính ở quận Gò Vấp. Một chiếc điện thoại bị khóa nên Tình cho bạn sử dụng. Tối 15 tháng 2 năm 2018, tức ngày 30 Tết Mậu Tuất, sau 3 ngày gây án, vào khoảng 30 Tết, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Trinh ra vào, người dân đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nghi có chuyện chẳng lành nên đã báo cơ quan chức năng. Sau khi đến hiện trường, mọi người dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bàng hoàng phát hiện 5 nạn nhân trong gia đình ông Trinh đã bị sát hại dã man. Các nạn nhân được xác định gồm ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, vợ là bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi và 3 người con, 2 gái 1 trai là Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, hàng chục trinh sát đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Đúng trưa mùng 1 Tết Mậu Tuất, tức ngày 16 tháng 2 năm 2018, Tình bị công an bắt được khi đang lẩn trốn ở Long An. Bản thân Tình cũng ngỡ ngàng khi bị bắt vì không nghĩ rằng công an có thể lần ra manh mối nhanh vậy. Vụ án của Nguyễn Hữu Tình là một trong những vụ thảm sát gây rúng động dư luận vào những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Qua quá trình điều tra, các trinh sát đã xác định được hung thủ của vụ án này là Nguyễn Hữu Tình, sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, quê ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Trước những cáo buộc của Viện Kiểm sát tại tòa, Tình nhanh chóng gật đầu thừa nhận tội ác của mình. Tuy nhiên, nhắc đến động cơ gây ra vụ thảm sát gia đình 5 người nhà chủ, Tình đã khiến cả vòng xử án ngạc nhiên, bởi Tình khai rằng động cơ hắn ra tay đoạt mạng gia đình 5 người nhà chủ vì lý do ghét bà chủ, ghét cách bà chủ chửi thề khi nói chuyện với mình. Thuật lại phiên xét xử Nguyễn Hữu Tình vào ngày 9 tháng 7 năm 2018. Khoảng 8 giờ 30 sáng, Tình được các cảnh sát tư pháp dẫn giải vào phòng xét xử. Khi cánh cửa phòng xét xử được mở ra, Tình đảo mắt quan sát một vòng rồi mới bước tới ghế ngồi dành cho bị cáo. Trong phiên tòa xét xử ngày hôm đó, Tình mặc một chiếc áo màu trắng, quần tối màu, đi dép tông và khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Thậm chí ngay cả khi có máy chụp ảnh hướng ống kính về phía mình, Nguyễn Hữu Tình cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào ống kính với gương mặt bình thản, lạnh lùng. Trả lời hội đồng xét xử trong phiên tòa, Nguyễn Hữu Tình khai nhận bản thân bị bắt vào trưa mùng 1 Tết Mậu Tuất, tức ngày 16 tháng 2 năm 2018 tại Long An. Tuy nhiên, Tình cho biết bản thân mình không biết bị lực lượng công an nào bắt giữ, cũng như việc Tình sẽ bị dẫn giải đi đâu. Nói về động cơ, Tình khiến cả phòng xử án không khỏi bàng hoàng ngạc nhiên khi nói về động cơ khiến mình ra tay đoạt mạng 5 người là do ghét bà chủ chửi thề. Cụ thể tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Tình thản nhiên mạch lạc trả lời: "Thưa tòa, bị cáo ghét chị Hồng, nạn nhân bị Tình sát hại vì chửi thề bị cáo có nhắc rồi mà vẫn bị chửi nên bị cáo bực tức và dùng dao tấn công." Về con dao gây án, tại tòa Tình thừa nhận tự mua và cho biết đã đâm nhiều nhát vào người các nạn nhân nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu. Sau khi sát hại 5 nạn nhân, bị cáo tìm tài sản của gia đình nạn nhân vì biết có nhiều tài sản. Trước cáo trạng được công bố bởi Viện Kiểm sát, Nguyễn Hữu Tình nhanh chóng thừa nhận hành vi gây án của mình giống như nội dung trong cáo trạng nêu. Cáo trạng công bố tại tòa cho rằng đủ cơ sở quy kết Nguyễn Hữu Tình sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, quê huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. 2 tội danh giết người có khung hình phạt đến tử hình và cướp tài sản có khung hình phạt đến 15 năm tù. Nội dung cụ thể của cáo trạng cho thấy Tình đã nuôi lòng thủ tức chị Mai Thị Hồng, bà chủ nơi Tình làm công nhân, do hay bị chị Hồng mắng chửi vì năng suất làm việc không hiệu quả.
Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 2, tức 27 Tết, do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ, gây ra tiếng động, làm chị Hồng la mắng. Tình dùng con dao của nhà anh Trinh, ông chủ của Tình, đồng thời cũng là chồng của chị Hồng, tấn công chị Hồng khiến nạn nhân ra đi mãi mãi. Ngay sau đó, khi bị anh Trinh phát hiện, Tình lại tiếp tục ra tay với anh Trinh khiến anh mất mạng ngay tại chỗ. Hành vi tàn độc của Tình vẫn chưa dừng lại, con thú trong người trỗi dậy. Tình ra tay sát hại luôn ba người con của anh Trinh và chị Hồng vì sợ bị tố giác, gồm hai gái một trai là Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Sát hại gia đình chủ 5 người xong, Tình vẫn bình thản mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao gọt trái cây ăn. Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình kéo két sắt đến chỗ anh Trinh nằm, định buộc anh Trinh mở két. Tuy nhiên, do anh Trinh đã không còn sống ngay từ lúc bị hung thủ ra tay tấn công, Tình không mở được két. Tuy nhiên, trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường gây án, Tình vẫn cố tình lục soát cướp tài sản trong nhà. Lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150.000 đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng. Qua truy xét, công an bắt giữ được hung thủ khi đang ăn nhậu chúc Tết bạn tại Long An. Trong khi Viện Kiểm sát luận tội, Nguyễn Hữu Tình tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến lời nói của bên phía Viện Kiểm sát. Thậm chí Nguyễn Hữu Tình có vẻ tỏ ra bất cần khi nghe Viện Kiểm sát luận tội. Hắn bình thản, không chú tâm mà có những suy nghĩ riêng, vẽ trên bục khai báo mà hắn đang đứng. Trái ngược với sự đau khổ tột cùng của gia đình bị hại, hung thủ Nguyễn Hữu Tình vẫn trưng ra biểu cảm trên khuôn mặt bình thản đến lạnh người. Mặc cho người nhà nạn nhân có phản ứng dữ dội như thế nào, mặt Tình vẫn không có một chút biến sắc. Không những không tỏ ra lo lắng trước án tử, bản thân sẽ phải đối mặt, Nguyễn Hữu Tình còn tỏ ra vui vẻ, thậm chí tạo dáng khi máy ảnh phóng viên hướng về phía mình. Cụ thể tại phiên tòa, bước lên bục khai báo, Tình cho thấy được sự cọc cằn, thô lỗ của mình. Hắn không ngần ngại thừa nhận tội mình gây ra, cũng như khẳng định những truy tố mà Viện Kiểm sát nêu là đúng. Thái độ của hắn còn tỏ ra bất cần trước những cáo trạng truy tố mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra. Đỉnh điểm của sự lạnh lùng thấy được ở tên hung thủ này là việc hắn ngang nhiên cười đùa và giơ tay tạo dáng hình chữ V trước ống kính của phóng viên. Thêm vào đó, trong phần đầu của phiên tòa, trả lời trước tòa, Tình không những gằn giọng trả lời mà các câu trả lời của hắn cũng cụt ngủn. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2018, trong phiên xét xử sát nhân Nguyễn Hữu Tình với hành vi thảm sát gia đình 5 người nhà chủ tại quận Bình Tân, trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, Nguyễn Hữu Tình cũng trút bỏ khuôn mặt thờ ơ lạnh lùng trước đó để thành khẩn xin lỗi gia đình người bị hại, xin lỗi cha mẹ, người thân. Bên cạnh đó, bị cáo cũng xin hiến tạng cho y học để một phần được ra đi thanh thản hơn. 11 giờ 10 ngày 9 tháng 7 năm 2018, tại phần tranh luận, Viện Kiểm sát bắt đầu luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, quê An Giang, sát hại 5 người gia đình ông Mai Xuân Trinh, sinh năm 1972, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động dư luận vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm đó. Viện Kiểm sát đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra trong vụ án này. Tình chỉ gây án một mình. Anh Lê Minh Khởi tạm ứng cho Tình 2 triệu đồng tiền viện phí và đem bán điện thoại, laptop cho Tình, nhưng không biết Tình phạm tội giết người và tài sản do phạm tội mà có. Vì vậy, không xử lý Khởi về hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Thị Thủy Tiên cho Tình ở nhờ, giặt quần áo dính máu của Tình, biết Tình có vết thương trên tay, nhưng do Tình nói là bị người khác tấn công nên Tiên không biết Tình vừa gây trọng án. Ngoài ra, Tiên đã nộp ba lô của Tình, bên trong có chứa một bộ nữ trang nên không xử lý Tiên về hành vi che giấu tội phạm. Các cửa hàng mua điện thoại, laptop từ Khởi đều không bị xử lý hình sự vì có giấy phép kinh doanh, không biết tài sản phạm pháp. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của Tình thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi. Về tình tiết két sắt, Viện Kiểm sát cho rằng Tình có hành vi dịch chuyển két sắt đến chỗ nạn nhân buộc mở két. Do nạn nhân không còn sống nên không mở được là phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Đối với tài sản bên trong két sắt là 93 triệu đồng tiền mặt và hai nhẫn kim loại vàng. Viện Kiểm sát cũng ghi nhận Tình được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì thành khẩn khai báo. Từ đó, với tội giết người, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo mức án cao nhất tử hình. Với tội cướp tài sản, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo thành khẩn xin lỗi gia đình người bị hại, cha mẹ. Bị cáo xin hiến tạng cho y học để ra đi thanh thản.
Liên quan đến vụ thảm sát gia đình 5 người ở Bình Tân vào đúng 12 giờ 10 phút trưa ngày 9 tháng 7 năm 2018. Sau khi nghị án, chủ tọa phiên xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình thảm sát 5 người trong một gia đình ở Bình Tân bắt đầu tuyên án. Theo đó, với tội giết người, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất tử hình. Với tội cướp tài sản, tòa tuyên phạt bị cáo 8 năm tù, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Bản án nhận định, với các chứng cứ, tài liệu, hồ sơ thu thập được, khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo như cáo trạng truy tố. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi sát hại 5 người tại nhà chủ ở Bình Tân. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây nguy hại đặc biệt cho xã hội. Bị cáo sát hại nhiều người, trong đó có 3 trẻ nhỏ, đâm tổng cộng 76 nhát dao. Hành vi tước đoạt mạng sống người khác có tính man dợ trước, trong và sau khi gây án, có hành vi cướp tài sản của các nạn nhân. Tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá trị. Bị cáo Nguyễn Hữu Tình không chỉ ra tay sát hại người khác vì động cơ thủ ghét cá nhân mà còn vì để cướp tài sản và che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng như công tố đã nêu. Ngoài ra, bị cáo phạm tội với tính chất man dợ, có hành vi tàn ác rất thương tâm, tột cùng của tội ác khiến dư luận bất bình. Sau khi gây án, bị cáo còn bình thản xuống nhà uống nước, cọt trái cây. Thấy người bị hại còn sống, còn quay lại sát hại và bình tĩnh đi băng vết thương của mình. Bị cáo không có chút ăn năn gì về hành vi đã gây ra. Dù có tình tiết thành khẩn khai báo, cũng không thể xem xét cho bị cáo thoát khỏi mức án cao nhất là tử hình. Thảm án sát hại gia đình 5 người do hung thủ Nguyễn Hữu Tình gây ra là vụ án mỗi khi nhắc lại khiến con người ta không khỏi bàng hoàng. Chi tiết đáng chú ý của vụ án này là việc khi gây án, hung thủ Nguyễn Hữu Tình chỉ mới bước sang tuổi 18 được có 14 ngày. Hình ảnh Nguyễn Hữu Tình khi hầu tòa được miêu tả là một thanh niên người gầy còm, mặt non trẹt. Đúng dáng vẻ của một đứa trẻ vùng quê nghèo khổ tận Trị Tôn, An Giang. Học xong lớp 9, Tình trôi dạt lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc mưu sinh. 18 tuổi, độ tuổi mà đáng nhẽ con người ta đang chuẩn bị mở cánh cửa bước vào đời. Thì Tình, sau một đêm cuối năm thức dậy, phần con trong Tình đã trỗi dậy khiến Tình sẵn sàng ra tay sát hại đồng loại, thậm chí tước đoạt mạng sống của những người đã kêu mang, cho Tình cơ hội sống để bước vào cửa tử. Ở độ tuổi 18, Tình rời quê hương, đi làm thuê, sau đó phạm tội ác tày trời và rồi đến khi nhận án tử, Tình cũng phải đối diện một mình mà không có lấy một người thân bên cạnh. 18 tuổi, nhà nghèo, không được dạy dỗ, có nhiều thói xấu khi ôm cái điện thoại đầu đời mà chơi game suốt sáng. 18 tuổi, có không được học hành khai mở để đầu óc thoát khỏi ngu si, cố chấp, không vượt qua được giới hạn của bản năng đê hèn. Để mà tấn công chủ nhà bằng rất nhiều nhát dao, rồi biện minh cho hành động của bản thân là chút nỗi bực dọc, căm hờn. Vụ thảm sát gia đình 5 người tại Bình Tân là trọng án được phát hiện sáng 15 tháng 2 năm 2018, tức 30 Tết. Tại thời điểm mà đáng xa nhà nhà đang tất bật để chuẩn bị cho giao thừa, cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang cận kề, thì người dân xóm nhỏ trong hẻm 131, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lại tụ tập xôn xao gần ngôi nhà xảy ra thảm án 5 người trong cùng một gia đình bị sát hại dã man. Thi thể người vợ được phát hiện ở phòng trước nhà, bên cạnh là chú chó béc dê hung dữ, phản ứng dữ dội. Cảnh sát buộc phải đánh thuốc mê chú chó mới vào được bên trong, lần lượt phát hiện các nạn nhân còn lại. Ngay trong đêm giao thừa, hàng chục trinh sát chia thành nhiều hướng về ít nhất 3 tỉnh miền Tây truy bắt kẻ sát hại là Nguyễn Hữu Tình. Sinh năm 2000, quê quán huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Trưa mùng 1 Tết, Tình bị khống chế khi đang nhậu với nhóm bạn ở Long An. Theo hồ sơ vụ án, tháng 8 năm 2017, Tình làm thuê tại xưởng của vợ chồng ông Trinh ở quận Bình Tân với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng, được bao ăn ở. Do anh ta làm việc không hiệu quả, hay chơi game và say xỉn nên thường xuyên bị bà Hồng 37 tuổi, vợ ông Trinh la mắng, định cho nghỉ việc. Đến tối 12 tháng 2 năm 2018, tức 27 Tết, sau tiệc tất niên, Tình say xỉn nên xin ngủ lại nhà ông bà chủ. Tình nghe ông bà Trinh nói về việc Tình lười, ngủ nhiều khiến hắn tức giận. Đến rạng sáng hôm sau, Tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn nhà gây tiếng động lớn. Bà Hồng la mắng, hắn lập tức lấy dao tấn công bà chủ, đẩy nạn nhân ngã xuống đất. Nghe tiếng động, ông Trinh chạy từ phòng ngủ ra cũng bị Tình ra tay tấn công. Do nạn nhân chống cự nên hung thủ bị thương ở tay. Ba đứa con của chủ nhà tức giấc, khóc, bị hắn lần lượt sát hại vì sợ bị tố giác. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đã đi đến tận cùng của tội ác, không để bị hại có cơ hội nào sống sót. Lần theo dấu vết của tên hung thủ sát hại gia đình chủ nhà 5 người tại quận Bình Tân, các trinh sát phát hiện, sau khi gây án xong, Tình không rời khỏi hiện trường ngay lập tức, mà còn tìm đủ mọi cách để lấy hết tài sản có giá trị nhà ông Trinh. Cụ thể, Tình đã lôi két sắt ra trước mặt ông Trinh nhằm gạ hỏi mật mã, phá két lấy hết tài sản, đồ có giá trị trong két. Tuy nhiên, trước đó vì bị Tình ra tay quá tàn bạo nên ông Trinh đã mất mạng. Không lấy được đồ có giá trị trong két sắt, Tình vơ vét ở hiện trường được 2 chiếc điện thoại di động, 1 xe máy, 1 laptop cùng một số nữ trang bằng vàng của gia chủ rồi bỏ trốn. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của mình, Tình đã bị thương ở tay nên đến bệnh viện quân y 175 băng bó. Sau đó hung thủ lại gọi điện cho một người bạn tên Ca, tên viết tắt ở Long An, nói là bị tai nạn, nhờ anh Ca lên đóng giúp viện phí và đưa về. Chưa hết, gặp mặt anh Ca xong, Tình còn nhờ anh Ca giúp mình bán số tài sản mà mình vừa cướp nhà ông chủ gồm 2 chiếc điện thoại di động và máy tính tại một cửa hàng ở quận Gò Vấp. Nhưng một chiếc điện thoại không mở được khóa nên Tình đã cho Ca. Còn số nữ trang vàng là dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng lấy được ở nhà bị hại, Tình đã nhờ một cô gái ở Long An cất giữ. Vào đúng trưa mùng 1 Tết, Tình bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Long An. Tội ác của Tình bị bại lộ đã gây chấn động dư luận. Lúc này, bạn của Tình là anh Ca mới biết chiếc điện thoại được Tình cho là tang vật của vụ án, nên sau đó anh Ca cũng đã mang điện thoại đến công an giao nộp. Cũng từ lời khai của Tình, nhà chức trách đã cử cán bộ điều tra đi thu lại các tang vật của vụ án. Nguyễn Hữu Tình được biết đến là kẻ sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Trinh, sinh năm 1972, ngụ 131/48, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động dư luận hồi Tết Nguyên đán 2018. Hung thủ Nguyễn Hữu Tình sinh ngày 29 tháng 1 năm 2000, quê ở huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Từ năm 2015 đến 2017, Tình học xong lớp 9 thì nghỉ học, mưu sinh bằng nghề đi bán vé số, hạt sen, phụ xe khách. Sau đó, Tình trở về quê An Giang theo giấy gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, Tình không trúng tuyển vì một mắt bị cận. Từ tháng 8 năm 2017, Tình được ông Mai Xuân Trinh, sinh năm 1972, ngụ 131/48, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nhận làm công nhân tại xưởng sản xuất mang số inox, cho ăn ngủ tại nhà với mức lương từ 4,5 đến 5 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên, trong thời gian làm công nhân tại nhà ông Trinh, Tình hay làm hư hỏng sản phẩm, còn có tật nghiện game. Thậm chí, Tình còn thường xuyên thâu đêm để chơi game cả đêm. Điều này khiến bà Mai Thị Hồng và ông Trinh tỏ ra không hài lòng với Tình nên thường xuyên la mắng, có những lời lẽ chửi bới Tình. Điều này đã khiến Tình ngộ nhận là bà Hồng phân biệt đối xử, trở nên căm ghét bà Hồng. Những uất hận bắt đầu được nảy sinh. Đến ngày 12 tháng 2 năm 2018, tức vào ngày 27 Tết Mậu Tuất, gia đình ông Trinh có tổ chức tiệc tất niên. Lúc này, nhiều công nhân đã nghỉ Tết về quê. Riêng có Tình là ở lại dự tiệc cùng gia đình ông Trinh đến hôm sau mới về quê. Ngày 13 tháng 2 năm 2018, tức 28 Tết Mậu Tuất, sau khi ở lại dự tiệc tất niên với gia đình chủ nhà, ông Trinh và bà Hồng xong, Tình nôn được về quê nên không ngủ được. Và vào khoảng 4 giờ sáng, Tình làm rớt viên bi sắt xuống nhà. Lúc này, bà Hồng liền quay sang mắng Tình, giờ này không ngủ còn đi tới đi lui. Sẵn có uất hận với bà Hồng, Tình dùng dao tấn công bà Hồng. Chưa dừng lại ở đó, sợ bị tố giác, Tình đã ra tay sát hại luôn ông Trinh cùng 3 người con, đều chưa được 16 tuổi, trong đó có bé trai 13 tuổi, 2 bé gái 11 và 6 tuổi, nhằm bịt đầu mối. Sau khi ra tay sát hại 5 người trong gia đình chủ nhà, Tình còn lục tìm nước uống và gọt hoa quả ăn trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bên cạnh đó, Tình còn định lôi két sắt của gia chủ, hòng lấy hết tài sản bên trong. Tuy nhiên lúc này hai vợ chồng ông Trinh đã bị Tình sát hại, không còn giữ được mạng sống, nên hung thủ không mở được két sắt. Vơ vét của cải bên ngoài, Tình lấy được 2 chiếc điện thoại, một ít nữ trang bằng vàng, một chiếc xe máy rồi vào bệnh viện quân y 175 băng bó vết thương ở tay. Được biết, vết thương này là do trong lúc ra tay sát hại vợ chồng chủ nhà thì Tình bị các nạn nhân chống trả. Sau đó, Tình nhờ bạn mình là Ca, tên viết tắt, đến đón tại bệnh viện và nói dối bản thân do mâu thuẫn với người khác nên bị thương ở tay. Anh Ca tin theo và bán giúp Tình 2 chiếc điện thoại và 2 laptop tại một cửa hàng vi tính trên quận Gò Vấp. Trong đó có một chiếc điện thoại bị khóa không mở được thì Tình được anh Ca trả lại.
Tổng số tài sản Tình lấy đi ở hiện trường có giá tương đương 18,5 triệu đồng. Ngày 15 tháng 2 năm 2018, tức 30 Tết Mậu Tuất, theo lời đặt hàng, người giao gà cúng Tết đến nhà ông Trinh thì phát hiện dấu vết bất thường, liền trình báo sự việc cho cơ quan công an. Nhanh chóng, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng. Sau khi thu thập thông tin từ hiện trường, camera an ninh, hàng chục trinh sát đã phác họa được chân dung nghi phạm. Ngay trong đêm giao thừa, lực lượng công an địa phương cùng hàng chục trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an cũng được huy động. Ngày 16 tháng 2 năm 2018, vào đúng mùng 1 Tết, chỉ sau một ngày khám nghiệm hiện trường, công an đã truy bắt được Nguyễn Hữu Tỉnh ở địa phận Cần Duộc, Long An khi hắn đang nhậu cùng bạn. Ngày 9 tháng 7 năm 2018, Nguyễn Hữu Tỉnh tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm. Hắn không ngại thừa nhận cáo trạng luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân là đúng. Thậm chí gương mặt của Nguyễn Hữu Tỉnh có phần tỏ ra bất cần khi nghe đến án tử mà bản thân phải đối mặt. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2018, sát thủ Nguyễn Hữu Tỉnh, kẻ gây ra thảm án sát hại 5 người trong cùng một gia đình tại quận Bình Tân gây rúng động dư luận những ngày cận Tết Nguyên đán, đã được đem ra xét xử. Được dẫn giải đến tòa, mặc dù giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Tỉnh vẫn cho thấy được ánh mắt đang mong chờ tìm kiếm người thân của mình. Được biết, từ khi bị bắt, chỉ có người chị gái là có gọi là quan tâm, còn cha mẹ dường như cũng chối bỏ hắn. Sau gần 5 tháng xảy ra thảm án gây rúng động dư luận, Nguyễn Hữu Tỉnh đã phải ra hầu tòa để trả giá cho tội ác của mình. Bước khỏi xe thùng, dù giữ vẻ mặt lạnh lùng có phần tàn nhẫn, nhưng trong ánh mắt Tỉnh vẫn khắc khoải tìm kiếm người thân. Thế nhưng, trước mặt hắn chỉ là những ánh mắt giận dữ, căm hận của gia đình bị hại. Người thân của Tỉnh không một ai tới tham dự phiên tòa. Luật sư bào chữa của Tỉnh cho biết, từ ngày Tỉnh bị bắt, cha mẹ hắn không một lần hỏi han hay thăm nuôi, chỉ có duy nhất người chị gái hai lần gửi đồ vào trại cho hắn. Vị này cho biết thêm, do luật sư không có số điện thoại của cha mẹ Tỉnh, muốn liên lạc để hỏi xem gia đình có giấy tờ bằng khen gì để làm cơ sở xin giảm án cho bị cáo mà không có. Mặc dù con trai đã gây tội ác tày đình, ra tay tước đoạt mạng sống của 5 người, nhưng gia đình Tỉnh không một ai có đến một lời xin lỗi thăm hỏi gia đình bị hại. Thậm chí ngày Tỉnh ra tòa nhận án tử, cả cha mẹ hay người chị gái cũng không hề xuất hiện để thấy được mặt Tỉnh lần cuối. Theo tìm hiểu, Tỉnh được sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, nên học xong lớp 9, Tỉnh bỏ học để vào đời bươn trải. Dáng người nhỏ thó hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa, nhưng khi mới 14-15 tuổi, hắn đã bỏ quê lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ. Công việc nặng nhọc, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền nên Tỉnh chán nản. Đúng lúc đó thì hắn được anh Mai Văn Căn, họ hàng với anh Trinh, giới thiệu vào làm tại xưởng của anh Trinh. Đáng lẽ ra với công việc nhàn nhã, ổn định hơn nghề phụ hồ, thì Tỉnh phải tu trí làm ăn. Nhưng không, dù mới qua tuổi 18 vài ngày, hắn đã tối ngày nhậu nhẹt, khiến công việc bị ngưng trệ, không hiệu quả nên thường xuyên bị chị Mai Thị Hồng mắng chửi. Theo lời khai của Tỉnh tại tòa, gã ghét nhất là bị chửi bậy, bị cáo nhắc rất nhiều lần nhưng bà ấy vẫn không thay đổi. Bị cáo rất tức giận mới ra tay. Nếu bà Hồng không chửi bậy đối với bị cáo, chắc chắn sự việc này đã không xảy ra, Tỉnh chân tình. Sự việc phải kể từ chiều 27 Tết, ngày 12 tháng 2 năm 2018. Trong khi mọi công nhân khác đều về quê nghỉ Tết, thì có riêng Tỉnh ở lại dự tiệc tất niên với gia đình ông Trinh, bà Hồng. Trong lúc ngồi ăn cơm tất niên với gia đình ông Trinh, Tỉnh nói chuyện với bà Hồng rằng muốn ứng 5 triệu đồng nhưng bà Hồng không đồng ý. Tàn tiệc, Tỉnh xin ngủ lại và lên lầu nằm ngủ. Khuya cùng ngày, Tỉnh thức giấc và nghe vợ chồng ông Trinh nói về việc mình làm việc lười, ngủ nhiều thì rất tức giận. Lúc này Tỉnh nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Trinh. Sẵn sự ác cảm và lòng uất hận bà Hồng từ trước vì thường xuyên bị bà Hồng mắng chửi, Tỉnh đã ra tay sát hại cả gia đình ông Trinh gồm hai vợ chồng ông và ba con nhỏ. Đặc biệt khi đi băng bó vết thương, thấy bà Hồng vẫn còn ú ớ chửi mình, hắn điên tiết bôi thêm mấy nhát dao cho tới khi bà Hồng không còn sống nữa mới thôi. Nhắc đến chi tiết này tại tòa, Tỉnh lạnh lùng nói, lúc đó bị cáo nghĩ bà ấy bị đâm rồi mà vẫn còn chửi được nữa nên bị cáo quay ra đâm tiếp. Sau khi gây án, Tỉnh không vội vã rời khỏi hiện trường mà còn bình thản mở tủ lạnh lấy nước uống và mang trái cây ra gọt ăn như không hề có chuyện gì. Trong suốt phiên xét xử, thái độ giọng nói của Tỉnh không hề có chút hối lỗi, đôi khi còn tỏ thái độ bất cần. Có lẽ hiểu được tội ác của mình không bao giờ được tha thứ nên Tỉnh bình thản đối diện. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, lúc này Tỉnh mới nhẹ giọng, xin lỗi gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ của Tỉnh đã gây ra hậu quả lớn.
Tình cũng xin lỗi ba mẹ vì bản thân chưa trả hiếu được cho cha mẹ. Vì hành động thiếu suy nghĩ, Tình phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đồng thời, Tình cũng xin lỗi anh Khởi vì Tình mà anh phải dính vô việc rắc rối này. Tình cũng xin lỗi chị Tiên đã giúp đỡ Tình lúc khó khăn nhất. Cuối cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử cho bị cáo hiến tạng để bị cáo cảm thấy thanh thản hơn. Khi chủ tọa tuyên án tử, trên khuôn mặt bất biến của Tình không một chút lay động, hắn lạnh lùng lên xe trở về trại giam. Gia đình cũng góp một phần trong nguyên nhân đẩy Nguyễn Hữu Tình vào con đường trở thành tên sát nhân máu lạnh. Bởi vì bản tính bất hảo của mình, gia đình trở nên vô tâm, ruồng rẫy với chính hắn để mặc hắn tự sinh tự diệt ngoài xã hội. Mặc dù con gây ra tội ác tày trời, gia đình Nguyễn Hữu Tình vẫn không hề hay biết. Đến khi được biết tội ác do con gây ra, mẹ của Tình cũng chỉ biết thốt lên câu: "Tội ác của Tình, trời không dung." Bà Tê, mẹ của Tình cho biết, sau khi Tình gây án, hắn cũng không về nhà, mặc dù đã là Tết. Gia đình hắn cũng chẳng biết và quan tâm Tình làm nghề gì trên Sài Gòn. Chỉ khi vào đêm 30, thời gian mà đáng ra mọi người nhà nhà sum vầy quây quần bên nhau ăn Tết, thì gia đình bà Tê vẫn không thấy bóng dáng của Tình. Lúc này, bà Tê mới gọi cho Tình và nói là nhớ con. Nói được mấy câu thì máy bà Tê hết tiền. Tuy vậy, sau đó Tình cũng đã gọi điện lại cho bà Tê và nói rằng con có tiền, mẹ cứ nghe thoải mái. Nói rồi, Tình còn đòi bà Tê cưới vợ cho mình. Khi bà Tê nói không có tiền thì Tình nói lại, Tình đã bảo vệ cho mẹ mười mấy năm rồi, giờ mẹ phải lo lại cho Tình. Sau đó Tình cũng hỏi thêm mẹ về chuyện làm ăn, về việc chuẩn bị Tết ở nhà. Phải đến một thời gian dài sau nhớ lại, bà Tê mới thấy có nhiều câu nói của Tình như lời chăn chối. Và phải mãi đến chiều mùng 1 Tết, sau khi được lãnh đạo địa phương thông báo, bà Tê mới biết con mình gây ra án mạng. Nói thêm về đứa con trai của mình, cha của Tình cho biết Tình là một đứa trẻ bản tính ngang tàng, lầm lì, thích sống tự lập. Ngay từ năm lớp 6, Tình đã vừa học vừa đi bán vé số, sau đó nó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Nhiều lần cha của Tình bắt được hắn từ tiệm game, lôi về nhà đánh bầm tím cả người, hắn cũng không nhúc nhích phản ứng gì, cứ đứng như vậy cho đánh. Vừa học xong lớp 9 là Tình bỏ nhà đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng biết Tình làm cái gì, gặng hỏi thì Tình nói là làm ở tiệm lớn lắm. Có lần Tình gọi điện cho cha xin cái xe Honda, nhưng khi cha yêu cầu phải cho cha mẹ biết con làm gì ở đâu thì mới hỗ trợ cho cái nọ cái kia, thì Tình tỏ ra khó chịu, bất cần, tắt máy ngay lập tức. Bên cạnh đó, ông nội của hắn sau khi hay tin cháu mình gây ra tội ác tày trời cũng cho biết, khi Tình bị tử hình, gia đình dứt khoát không xác nhận về chôn. Sau khi Nguyễn Hữu Tình gây ra vụ thảm sát gây rúng động dư luận vào cận Tết Nguyên đán năm 2018, gia đình Tình chỉ quanh quẩn trong căn nhà nằm ven sông Mặc Cần Dưng ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang. Ông nội của Tình cũng từ huyện Chợ Mới sang đây. Hàng ngày, ông cùng cha Tình qua chùa Vạn Linh để nhờ sư trụ trì đọc kinh cầu siêu cho năm thành viên trong gia đình nạn nhân Mai Xuân Trinh. Ông nội Tình cho biết thêm, sau khi Tình ra tay thảm sát gia đình 5 người nhà chủ tại Bình Tân, chị của Tình lo sợ bị gia đình nạn nhân sẽ tìm đến nhà để trả thù đến nỗi không dám ở nhà cha mẹ ruột mà sang nhà nội ngoại tá túc. Cha mẹ Tình cũng không dám đi đâu xa, việc mua bán trái cây của gia đình cũng ngưng vì mẹ bị can không đủ tự tin nhìn mặt mọi người. Liên quan đến vụ thảm sát gia đình 5 người tại quận Bình Tân do hung thủ Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, quê ở An Giang, gây ra vào những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2018. Viện Kiểm sát đã truy tố Nguyễn Hữu Tình về hành vi tước đoạt mạng sống của người khác với nhiều tình tiết tăng nặng theo luật định gồm ra tay cướp đoạt mạng sống của hai người trở lên, tước đoạt mạng sống của người dưới 16 tuổi, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác và mang tính chất côn đồ. Về tội cướp tài sản, có hai tình tiết tăng nặng là chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đến 200 triệu đồng và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Sau khi nghe xong cáo trạng buộc tội tại tòa, Nguyễn Hữu Tình xác nhận diễn biến vụ án đúng như Viện Kiểm sát đã công bố. Khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Tình trả lời xưng bị cáo và có lúc xưng tôi khá to rõ, miêu tả về hành vi phạm tội của mình khá rành rọt. Đối với công cụ phạm tội là các con dao gây án, Tình mô tả chi tiết đầy đủ. Và việc thực hiện hành vi dùng dao tấn công một nạn nhân nhiều lần như thế nào, cũng như sau khi gây án, bình tĩnh lấy dao gọt trái cây ăn rồi gom tài sản ra sao. Mở đầu phần trình bày tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Hữu Tình nói do nạn nhân, bà Hồng, bà chủ nơi hung thủ làm việc, chửi mình.
bày tỏ sự bực mình với các lời chửi, Tình còn nói, bị cáo có tính là rất ghét ai chửi những câu xúc phạm đến mình. Bị cáo có nhắc bà Hồng rất nhiều lần, nhưng bà không bỏ, đâm ra tức giận nên sát hại. Tình nói thêm, vào làm việc được 5-6 tháng, cũng định xin nghỉ vì sự bực tức, bị chửi nhưng vì đã cận Tết. Nói về nguyên nhân sát hại ông Trinh, Tình nói tấn công bà Hồng xong, sợ ông Trinh chống trả nên tấn công trước. Còn về ba nạn nhân nhí, Tình nói sợ chúng tố cáo nên ra tay sát hại. Chủ tòa hỏi, có đứa bé chưa đầy 6 tuổi thì biết gì mà tố cáo, Tình mạch lạc. Chúng la hét làm bị cáo hoảng loạn. Kể về ngày gây án, Tình nói 4 giờ sáng nôn về quê nên thức, không ngủ được. Lúc này, bà Hồng chửi và liên tục chửi nên bị cáo đâm ra tức giận và rất tức giận. Đến lúc này, bị cáo đã tấn công bà Hồng bằng dao vì rất tức giận. Tình cũng không nhớ bản thân đã tấn công bà Hồng bằng dao bao nhiêu phát. Ban đầu, Tình còn xưng bị cáo, nhưng khi vào các câu hỏi càng ngày càng chi tiết, Tình dùng nhân xưng tôi. Cụ thể, nói về ông chủ khi bị đâm, Tình nói, ông chính có té, tôi không có té. Tôi đâm bao nhiêu nhát không nhớ nhưng đâm nhiều. Tình nói qua vụ án, bị cáo có ân hận nhưng không mô tả được sự ân hận. Chủ tọa đặt vấn đề, bị cáo khai bị chửi nhưng chỉ có lời khai của bị cáo. Nhưng nếu có chửi mà bị sát hại vậy có đáng không? Tình đáp một cách nhanh và dứt khoát. Bị cáo không có câu trả lời. Khi tòa tiếp tục hỏi, vậy ba đứa trẻ bị sát hại có đáng không? Tình chần chừ một lúc và vẫn nói, bị cáo không có câu trả lời. Trong suốt quá trình trả lời các câu hỏi của viện kiểm sát, mặt Tình vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng, không một nét nào tỏ vẻ ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của bản thân. Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2018, Nguyễn Hữu Tình, kẻ sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Trinh, sinh năm 1972, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đã được áp giải đến phòng xét xử để Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án. Hung thủ vừa ra khỏi xe công an, gia đình nạn nhân đã lao đến bày tỏ bức xúc, khiến lực lượng áp giải khó khăn dẫn Nguyễn Hữu Tình vào khu vực xét xử. Bên cạnh đó, bước từ trên xe thủng xuống, Tình đưa mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, khuôn mặt bình thản. Khuôn mặt của hung thủ lạnh lùng, bình tĩnh đến mức người nhà của nạn nhân khi chỉ vừa nhìn thấy đã không giữ được bình tĩnh, gào thét thương tâm, khóc ngất trước cửa phòng xét xử. Ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng 7 năm 2018, hàng chục người thân của gia đình bị hại đã đứng chờ sẵn tại tòa để có thể được nghe bản án thích đáng mà hung thủ Nguyễn Hữu Tình phải trả giá cho tội ác của mình. Trên khuôn mặt người thân các nạn nhân hằn rõ nỗi đau đớn, nhìn hung thủ Nguyễn Hữu Tình với ánh mắt cảm phẫn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!